Sau hơn 2 năm đại dịch, ngành du lịch đang nhanh chóng lấy đà phục hồi. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn nhân lực khiến các dịch vụ, hoạt động của ngành chưa bung hết công suất phục vụ so với nhu cầu. Ngày hội tuyển dụng khối ngành du lịch dịch vụ nhà hàng khách sạn do Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HoTech tổ chức ngày 21 tháng 5 đã thu hút hàng chục công ty tên tuổi trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn nhà hàng dịch vụ, tổ chức phỏng vấn tuyển dụng hàng ngàn vị trí việc làm và thực tập đối với sinh viên trong khối ngành này. Điều đó cho thấy nguồn nhân lực đang thiếu hụt sau đại dịch. Hàng ngàn sinh viên nhóm ngành này đã hào hứng chủ động tìm hiểu, đăng ký ứng tuyển vào nhiều vị trí việc làm phù hợp năng lực sau thời gian dài ngành du lịch đóng cửa do dịch bệnh. Đại diện ban tổ chức chương trình ngày hội tuyển dụng cho biết 42 công ty trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng 2.500 vị trí việc làm và thực tập trong giai đoạn này. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.